Đây không phải là những con rối bình thường, mà hầu hết các bộ phận của chúng được làm từ rác thải nhựa. Những con rối này tham gia vào các buổi trình diễn của các em học sinh, từ quê nhà của các em trên đảo Lombok đến thành phố Jakarta, Indonesia. Noi gương nhà hoạt động môi trường trẻ tuổi người Thụy Điển Greta Thunberg, các học sinh Indonesia tái sử dụng các đồ vật bằng nhựa bỏ đi để tạo ra các con rối nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Một lượng nhỏ rác thải nhựa mà chúng ta đang tích trữ trong nhà có thể trở thành mối lo lớn. Nó có thể lấp đầy ruột của cá voi khiến nó bị chết hay mắc kẹt trong mũi của những con rùa biển. Chúng tôi khuyến khích mọi người giải quyết vấn đề rác thải tại chính ngôi nhà của mình. Một trong những cách đó là biến chúng thành những con rối, qua đó có thể giáo dục trẻ em biết xấu hổ khi xả rác bừa bãi. Đoàn kịch của anh Latier bắt đầu làm ra những con rối từ rác thải nhựa vào năm 2018. Hầu hết những người múa rối đều còn rất trẻ, từ 7 đến 16 tuổi. Các em thu gom và phân loại rác thải từ chính khu phố nhà mình, rửa sạch chúng và trang trí để tạo nên các con rối. Đối với tôi, cách làm này thật thú vị. Chúng tôi cũng hy vọng việc làm này sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng và tác động đến môi trường mà chúng ta đang sống. Nhóm múa rối của anh Latif hy vọng những vở kịch sẽ mang đến nhiều bài học về bảo vệ môi trường cho trẻ em và cả người lớn, khi Indonesia cũng như nhiều quốc gia khác đang phải vật lộn để đối phó với rác thải nhựa. Theo một nghiên cứu vào năm 2015 trên tạp chí khoa học, Indonesia là nơi có lượng rác thải nhựa đứng thứ hai thế giới.